Xin chào tất cả các bạn, Minh Tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Clip này Minh Tiền chia sẻ với bạn về một cái nội dung mà nhiều anh em, cô chú anh chị làm YouTube chắc cũng đề cập đến. Thế thì hôm nay Minh Tiền cũng rút ra từ cái kinh nghiệm bản thân thôi. Thì làm cái động lực nào á mà giúp mà mình làm YouTube cách xây xưa mà nhiều người làm thế đây, thì Minh Tiền rút ra có các cái lý do như thế này các bạn. Có 5 cái động lực rất cơ bản đây, 5 động lực như thế này. Thì bây giờ Minh Tiền sẽ đi tiến hành đi tâm sự các bạn về cái 5 động lực này. Thì thứ nhất đó là cái mình làm YouTube á, thì mình tự giới thiệu về mình cho nhiều người biết một cách đơn giản nhất và rẻ tiền nhất. Thì với công nghệ phát triển như hiện nay á, thì mỗi người ai cũng có thể tự đặt máy quay và tự giới thiệu về mình, tự nói chuyện về mình cho bạn bè trên khắp thế giới biết về mình một cách đơn giản nhất và rẻ tiền nhất, mà quảng bá mình nhanh nhất mà cũng không cần thuê mướn ai cả. Đó là một cái động lực thứ nhất. Cái động lực thứ hai đó là thể hiện được cái khả năng của mình. Cái điều này á là mình sẽ tìm thấy được cái điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình thông qua mạng xã hội YouTube. Người ta vào đó người ta xem cái clip, xem cái video clip mà mình sản xuất, mình làm ra, thì người ta thấy mình là mạnh về cái gì. Ví dụ như mình nấu ăn, hay là mình thực hiện cái hướng dẫn, mình chia sẻ cái gì đó qua những cái bình luận, những cái comment của người ta để lại, thì mình thể hiện được chính cái khả năng của mình như vậy. Rồi cái một cái tiếp theo nữa là cái này là cái hết sức là quan trọng mà giúp mình ai các YouTuber là đều phải công nhận điều đó, là cái động lực thứ ba đó là kiếm tiền từ YouTube. Thì sau khi mà YouTube họ xét duyệt mình thành đối tác của YouTube rồi á, thì từ những video clip của mình á, thì họ sẽ YouTube họ sẽ chèn quảng cáo vào đó. Thì cứ mỗi lượt quảng cáo, cứ mỗi lượt xem có chứa quảng cáo á, thì YouTube sẽ tính tiền cho mình, tùy thuộc vào lượt xem nó ở quốc gia nào thì nó có mỗi cái đơn giá khác nhau. Và cái động lực thứ tư đó là mình thỏa sức sáng tạo mà mình không bị gò bó bất cứ một ai. Thì cái điều này các bạn biết rồi, YouTube là một cái mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay, cho phép ta up những cái video clip lên trên mạng. Thì chúng ta bằng những cái khả năng của mình, bằng chính những cái sự hiểu biết mình làm một video clip theo cái nội dung và chủ đề của mình mà không có bị ràng buộc bất cứ một cái gì từ những ý tưởng nội dung của mình. Cái việc làm mà của YouTube là cho phép chúng ta sản xuất ra các video clip theo cái mong muốn, nguyện vọng của người làm, của cô chú anh chị các bạn, mà không bị gò bó bất cứ một gì. Chủ yếu chúng ta là tuân thủ pháp luật là được rồi, chứ chúng ta không bị gò bó. Mình thì mình chia sẻ luôn, ví dụ như chúng ta làm một cái việc trong gia đình, đúng không, trong gia đình mình, đúng không, thì mình đi đâu á thì mình xin phép ba mẹ con đi. Nhưng khi là mình đã tự chủ, mình tự làm video clip á, mình thỏa sức sáng tạo, mình không có bị gò bó bất cứ một cái gì, từ lời thoại, hình ảnh cho tới góc quay, chúng ta thỏa sức sáng tạo mà chúng ta không có bị gò bó bất cứ ai. Chính vì điều đó mà đã làm cho các YouTuber rất là say sưa, thoải mái để mà mình sáng tạo. Một cái thứ năm, cái động lực thứ năm đó là mình rèn luyện được tính kiên nhẫn và biết là lắng nghe góp ý của mọi người. Cái động lực thứ năm này là cũng khá là quan trọng. Đó là khi mình làm một cái đoạn clip xong, mình up lên YouTube á, là thứ nhất là
mình xem được cái sự tương tác của bạn bè của mình trên YouTube, họ nhận xét về cái video clip đấy. Ví dụ như mình làm về ẩm thực đi, nấu một cái món gì đó thì bạn bè góp ý là cái này có thêm cái gia vị này gia vị kia, hay là mình kho cá mà có thêm tốt mỡ hay là cái gì đó, thì mình rèn luyện được cái tính kiên nhẫn. Mình phải biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, mình góp ý để mình kịp thời chỉnh sửa vào những cái video clip tiếp theo. Ai cũng ở đời thì mình biết lắng nghe thì chắc chắn một điều là mình sẽ tiến thông một cách rất là nhanh, tại vì nhân vô thập toàn mà, ai cũng vậy, ai cũng có sự chỉnh chu và cũng sự thiếu sót xảy ra. Nhưng mà mình khi mình làm YouTube á, mình rèn luyện được mình kiên tính kiên nhẫn này, biết lắng nghe góp ý này, thì đó là những cái vấn đề là cơ bản nhất mà mình chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay. Thì các bạn đang xem clip, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cái mình cũng xin phép nói thêm một chút xíu nữa thôi, đó là năm cái động lực. Theo mình, năm động lực vì sao khiến bản thân mình tìm mà làm YouTube một cách say sưa, cố gắng suy nghĩ nghiên cứu để làm cách sáng tạo nhất. Rất mong sự đóng góp của cô chú anh chị các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.